Xin chào anh em, hôm nay là ngày 26 tháng 12 thì xin giới thiệu đến em một cái dòng máy này là con Kubota nha anh em. EA8 nha. Máy này con này có đề. Thì con này tình trạng nó là nguyên xin cái đĩa anh em, zin toàn bộ anh em. Hàng cái đĩa nhật chất tông nha. Máy này ghi toàn bộ. Máy này chưa bung tháo bao anh em, là chưa bung tháo mở anh em. Đó. Con này về mấy anh em gắt nói chung là chế cháo nay nó có đề nè, chạy bơm oxy nè, oxy tôm hay là mình chế lên nó dằn dằn sới hay gì đó mình sử dụng có đề rất là tiện lợi anh em, khỏi quay muốn quay quay muốn đề đề anh em ơi, rất là ngon luôn. Mà máy nè oxy nè, chưa buông tháo mở nè, ngon lành ha. Máy rửa sơ sơ nó dằn sình sơ sơ nè, chung máy này đó là hàng cái đề chính tông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test máy thử máy anh em xem ha. Giờ mình chích đề đi ha anh em. Rồi giờ đề đi. Đó, đề thì mình câu bình hết rồi. Chích đề đi.